Tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua Thương vong không kể xiết, người dân lầm than, nhà cửa đổ nát, cảnh tượng hoang tàn bao trùm, chảo lửa bắp mút, hóa địa ngục Giao tranh khốc liệt như thế nào khiến các binh sĩ Ukraine cũng phải cay đắng thừa nhận Tình hình tại chiến địa miền đông tệ hơn rất nhiều so với báo cáo Đáng chú ý lãnh thổ Nga cũng xảy ra hàng loạt diễn biến bất thường khiến Moscow khẩn cấp đóng cửa không phận thành phố Saint Petersburg. Không dừng lại ở đó, Tổng thống Putin còn đề nghị thiết lập cơ quan an ninh đồng thời đẩy mạnh hoạt động tình báo. ở diễn biến khác, cuộc xung đột Ukraine tiếp tục cuốn thế giới vào vòng xoáy căng thẳng tột độ, hàng loạt mối quan hệ quốc tế rơi vào bế tắc. Mỹ, Nga vướng thêm nhiều mâu thuẫn nóng. Moscow chính thức ký luận đình chỉ hạt nhân với Washington, đồng thời cáo buộc lầu năm góc giải chất độc cực nguy hiểm tại chiến trường Đông Âu. Trong khi đó, quan hệ Mỹ Trung cũng lao dốc. Washington cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải gánh hậu quả nếu viện trợ vũ khí cho Moscow sợi dây liên kết giữa nga và moldova liên tục bị mai mòn sau cáo buộc ông putin và nhà nước nga âm mưu lật đổ chính quyền chisinau bên cạnh đó liệu điện kremlin đang sắp sáp nhập belarus và hồi sinh liên xô châu á và khu vực trung đông cũng tăng nhiệt trước các cuộc tập trận quân sự cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý mời quý vị đến với toàn cảnh quốc tế ngay sau đây Quý vị đang theo dõi toàn cảnh quốc tế, bản tin cập nhật những diễn biến đáng chú ý nhất của chính trường thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, bước sang năm thứ hai của xung đột, Đông Âu vẫn bị sới tung bởi những trận tập kích liên hồi, khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn và đổ nát. Một thực tế đau lòng hơn nữa là khi nhịp độ giao tranh gia tăng, số dân thường thương vong theo đó cũng tăng lên, đặc biệt là tại chảo lửa miền Đông, nơi liên tục bị kim kẹp đến nghẹt thở trong thế rằng co giữa hai bên lực lượng. Tình hình cụ thể như thế nào? Sau đây sẽ là diễn biến chi tiết tại các khu vực. Giống như các đô thị khác ở tỉnh Donetsk, đô miền đông Ukraine, thành phố Kramatorsk hiện chỉ còn là đống đổ nát. Khung cảnh hoang tàn xuất hiện hầu hết ở các khu vực nơi này. Hình ảnh do CNBC đăng tải ghi lại tại Kramatos hôm 28 tháng 2 cho thấy những tòa nhà trung cư bị hư hại nặng nề, nhiều trong số đó bị sụp đổ một phần, đồ chơi trẻ em, đồ dùng cá nhân nằm lẫn trong gạch đá. Bức ảnh người phụ nữ lớn tuổi đứng trước tòa nhà bị pháo kích Nga phá hủy, khắc họa rõ nét nỗi trống trải, chua sót của người dân Kramatos đang phải trải qua. Bi mộ đang mọc lên ngày càng nhiều ở nghĩa trang thành phố, theo CNBC ghi nhận, ít nhất khoảng 30 người ở Kramatorsk đã thiệt mạng vì xung đột. Bên cạnh đó, thành phố Bakhmut tiếp tục là biểu tượng của sự khốc liệt tại Đông Âu. Thưa quý vị, hình ảnh vừa được công bố trên Reuters đã cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của các tòa nhà ở thành phố Bakhmut thuộc Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Người dân địa phương bước đi giữa những mảnh vỡ của các tòa nhà bị hư hại. Trong lúc tiếng nổ và tiếng đấu súng vang vọng từ xa, Mặc dù sợ hãi, khi được hỏi tại sao không sơ tán khỏi Bắc Mút, một người đàn ông địa phương cảm thấy thật khó trả lời. Ông nói: "Miễn là nhà của tôi chưa bị sập và tôi chưa bị thương thì tôi còn ở lại đây." Theo phóng viên báo đài quốc tế, những người còn bám trụ ở các thành phố tiền phương lại là những người dễ bị tổn thương nhất, người già, người thất nghiệp, người khuyết tật theo CNN đưa tin, các binh sĩ Ukraine ở Bắc Mút hôm 28 tháng 2 cho biết, tình hình trên thực địa ngày càng tồi tệ hơn, thậm chí chiến sự tại Bắc Mút còn được ví như địa ngục, trong bối cảnh Nga tiếp tục gây áp lực để chiếm thành phố chiến lược miền Đông. Tình hình ở Bắc Mút hiện rất khó khăn, tồi tệ hơn nhiều so với báo cáo chính thức, đặc biệt là ở hướng Bắc, nơi quân Nga đã có bước tiến lớn, một người lính Ukraine giấu tên nói với CNN hôm 28 tháng 2. Tuy nhiên, người lính này cũng bác bỏ tuyên bố của Nga về việc lực lượng nước này đã cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine ở Bakhmut, đồng thời giải thích thêm rằng khu định cư Kromov là chìa khóa để bảo vệ thành phố. Nếu chiếm được nơi này, chỉ còn lại tuyến đường Kostantinivka để tiếp tế cho Bakhmut. Hiện nơi này đang hứng chịu hỏa lực từ Nga. Nếu đối phương chiếm được nó, tuyến tiếp tế sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Bất chấp những thách thức nói trên, người lính này cho biết lực lượng Ukraine sẽ bảo vệ thành phố lâu nhất có thể chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố đến cùng, bất kể điều gì xảy ra. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng quân đội Ukraine đang cố gắng và hy sinh cho khoảnh khắc vinh quang trong cuộc phản công vào mùa xuân. Chúng tôi không thể từ bỏ mà không thử kiên cường chiến đấu. Binh sĩ Ukraine nói, hiện các báo cáo về tình hình chiến sự chưa thể kiểm chứng. Ở phía ngược lại, cố vấn cho người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Yan Gagin hôm 28 tháng 2 tuyên bố rằng các lực lượng Moscow đã kiểm soát các tuyến đường và bắc mút và việc thành phố chiến lược này rơi vào tay Nga chỉ còn là vấn đề thời gian. Thông tin do CNN đăng tải. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Nga Russia 1, ông Gagin nói rằng quân đội Nga hiện đã hoạt động bên trong thành phố và gần như đã tiếp cận quận trung tâm. Bên cạnh đó, các binh sĩ thuộc lực lượng Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn tất cả các tuyến đường, có thể dùng để luân chuyển máy bay chiến đấu, đạn dược hoặc trang bị thêm thiết bị. Vị cố vấn cho biết thêm, rõ ràng là Ukraine đã mất Bakhmut Vấn đề duy nhất là khi nào điều đó sẽ xảy ra, ông Kagi nói. Hiện CNN chưa thể xác minh độc lập tuyên bố nói trên. Đáng chú ý, sau hàng tháng trời giao tranh không chút khoan nhượng, vừa qua cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Alexander Rodniansky bất ngờ cho biết rằng trong trường hợp cần thiết, Ukraine có thể rút quân khỏi Bắc Mút. Tại sao lại như vậy? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ông Brodnyansky nói với CNN rằng Nga đang nỗ lực bao vây Bakhmut bằng cách sử dụng lực lượng lính đánh thuê Wagner đông đảo và các binh sĩ chính quy có kinh nghiệm chiến đấu. Quân đội của chúng tôi đã chiến đấu bằng mọi chiến thuật. Đến nay chúng tôi vẫn giữ vững được thành phố, nhưng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ rút quân, vì chúng tôi không thể hy sinh các binh lính của mình cho những trận chiến tàn bạo. Ông Brodnyansky nói thêm. Khi được hỏi bao giờ là thời điểm thích hợp để rút lui, ông Rodnyansky cho biết điều đó còn tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của quân đội. Phía tây Bắc Mút đã được củng cố. Nếu Ukraine có rút quân, lực lượng Nga cũng không thể nào chiếm được thành phố một cách nhanh chóng. Vì cố vấn nói rằng khi không phạm phải sai lầm nào, chúng tôi hoàn toàn có thể phản công trở lại ở Bắc Mút. Trong video đăng tải tối ngày 28 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình ở miền đông Ukraine vẫn vô cùng khó khăn. Thưa quý vị, giữa lúc chiến sự ở Ukraine vẫn sôi sục, hàng loạt diễn biến bất thường đã diễn ra ngay trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Cụ thể, đêm ngày 28 tháng 2, theo giờ địa phương, một đám cháy đã bùng phát tại kho chứa dầu ở thành phố Tuevse bên bờ biển đen ở miền nam nước Nga. Theo truyền thông, ít nhất 2 tiếng nổ đã được nghe thấy trong khu vực. Chính quyền địa phương cho biết hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà phụ của kho dầu, lan rộng ít nhất 200 mét vuông, song không ảnh hưởng đến các bồn chứa dầu và được dập tắt vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Thành phố Trepse cách biên giới vùng lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát khoảng 680 km về phía đông nam. Theo hãng tin Astra, kho chứa dầu nêu trên thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga, Rosneft, và nằm kế bên một doanh trại quân đội hiện chưa rõ nguyên nhân đám cháy nhưng vào cùng đêm, Cộng hòa adige thuộc Liên bang Nga cách Tuapse khoảng 160 km ghi nhận một vụ rơi máy bay không xác định. Trước đó một ngày, thành phố Begorov, nằm cách biên giới Ukraine 40 km về phía bắc thông báo thu thập được xác của ba máy bay không người lái. Người đứng đầu thành phố ông Valentin Demidov cho biết không có thiệt hại nào về người liên quan đến những thiết bị này. Thời gian qua, các khu vực biên giới Nga liên tục ghi nhận các vụ tấn công được cho là do Ukraine thực hiện. Kiev cho đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận có đứng sau những vụ việc này hay không. Không dừng lại ở đó, vào sáng ngày 28 tháng 2, không phận gần thành phố Saint Petersburg của Nga cũng đã bị phong tỏa trong khoảng 1 giờ do hoạt động diễn tập không thông báo trước của Bộ Quốc phòng Nga. Theo hãng tin Sky News, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tập trận đã được tiến hành ở không phận phía tây của nước này với sự tham gia của các máy bay phản lực đánh chặn, khiến toàn bộ khu vực có bán kính 200 km tính từ sân bay Pukhovovo bị cấm bay tạm thời. Theo các báo cáo mới nhất, tất cả các hạn chế đã được dỡ bỏ, tuy nhiên giới chức Nga vẫn chưa bình luận về lý do đóng cửa không phận vào thời điểm đó. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng một vật thể không xác định đã được phát hiện trên bầu trời vào sáng cùng ngày. Nhưng thông tin trên chưa được xác nhận. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo đầy đủ về việc đóng cửa không phận thành phố Saint Petersburg. Tuy nhiên, ông Peskov từ chối bình luận về vụ việc. Mặt khác, hãng tin TASS dẫn lời thống đốc khu vực Andrei Vorobyov hôm 28 tháng 2 cho biết, một máy bay không người lái UAV chưa rõ nguồn gốc đã rơi xuống gần làng Gubastovo ở thành phố Kolomna thuộc tỉnh Moscow của Nga. Theo vị quan chức này, chiếc máy bay dường như đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào. Trong khi đó, Bộ Năng lượng tỉnh Moscow nói với TASS rằng không có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra sau vụ rơi máy bay không người lái nói trên. Thiết bị đã rơi gần cơ sở của tập đoàn Gazprom, nhưng không có ảnh hưởng gì đến hoạt động của trạm, cơ quan báo chí cho biết. Cùng lúc đó, đài CNN dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin hôm 28 tháng 2 cho rằng điều quan trọng đối với Nga là thiết lập và củng cố an ninh tại các khu vực mà ông đã tuyên bố sắp nhập từ Ukraine. Điều đáng chú ý hơn cả là việc thành lập cũng như tăng cường hoạt động của các cơ quan an ninh tại các khu vực bao gồm Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và các vùng Zaporizhia và Kherson. Ông Putin phát biểu khai mạc tại một cuộc họp của Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB. Cuối tháng 9 năm ngoái, Moscow đã tuyên bố sáp nhập bốn khu vực của Ukraine và lãnh thổ Nga, bao gồm Luhansk và Donetsk, cũng như Kherson và Zaporizhia, sau cuộc trưng cầu dân Ý mà Ukraine và các quốc gia phương Tây đều cho là bất hợp pháp và giả tạo. Bên cạnh đó, theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin hôm 28 tháng 2 còn yêu cầu Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB đẩy mạnh hoạt động nhằm ngăn chặn cái mà ông cho là các hoạt động gián điệp và các nhóm phá hoại chống Nga đang ngày càng gia tăng cụ thể phát biểu trước các quan chức thuộc fsb ông putin cho biết cơ quan này cần ngăn chặn các nhóm phá hoại xâm nhập vào nga từ ukraine cũng như tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và ngăn chặn mọi nỗ lực của các cơ quan an ninh phương tây nhằm hồi sinh cái mà ông gọi là các phần tử cực đoan trên lãnh thổ nga các cơ quan tình báo phương tây có truyền thống luôn hoạt động tích cực ở nga và giờ đây họ đã tung thêm nhân sự kỹ thuật và các nguồn lực khác để chống lại chúng ta nước nga cần phải đáp trả tương ứng ông putin nói Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 2 cũng đã ký ban hành luật đình chỉ sự tham gia của nước này trong hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New Start với Mỹ sau khi tài liệu được quốc hội thông qua. Theo văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý hôm 28 tháng 2, hiệp ước New Start giữa Nga và Mỹ bị đình chỉ ngay lập tức và việc Moscow quay lại hiệp ước này chỉ có thể do người đứng đầu nhà nước quyết định. Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga ngừng tham gia vào hiệp ước hạt nhân với Mỹ trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang vào tuần trước. Sau đó luật được đệ trình lên Quốc hội và Hội đồng Liên bang Nga thông qua. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới được Nga và Mỹ ký kết vào ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại thủ đô Braha của Cộng hòa Séc, được gọi là START, quy định mỗi nước không được phép triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, đồng thời bị giới hạn về số lượng tên lửa phóng từ mặt đất, tàu ngầm, máy bay chiến đấu. Hiệp ước có thời hạn 10 năm đến tháng 2 năm 2021, bao gồm điều khoản gia hạn không quá 5 năm. Đầu tháng 2 năm 2021, Mỹ và Nga đồng ý gia hạn hiệp ước đến năm 2026. Đây là hiệp ước về kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa hai cường quốc sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới. Trong một diễn biến khác, theo Sputnik đưa tin, tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 2, Trung tướng Igor Kirillov chỉ huy lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga đã cáo buộc Mỹ có kế hoạch hành động khiêu khích ở Ukraine bằng cách sử dụng các chất độc hại, sau đó đổ lỗi cho Moscow. Theo ông Kirillov, vào ngày 22 tháng 2, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã tổ chức hội nghị về các sự kiện ở Ukraine. Cựu đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan được cho là đã tuyên bố rằng quân đội của Moscow đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học ở mặt trận Đông Âu bình luận thông tin trên ông kirilov nói rằng phát biểu đó đã vạch trần ý định của mỹ và đồng phạm nhằm thực hiện một vụ khiêu khích ở ukraine bằng cách sử dụng chất độc hóa học vị trung tướng nói thêm washington luôn nghĩ rằng kế hoạch khiêu khích bằng chất độc hóa học của mỹ ở ukraine sẽ không bị điều tra tuy nhiên trên thực tế nếu trường hợp đó xảy ra bộ quốc phòng nga thề sẽ xác định và trừng phạt thủ phạm đích đáng ông kirilov nói thêm mỹ có khả năng cố gắng sử dụng chất độc thần kinh bz ở chiến trường ukraine BZ vốn được xem là một loại vũ khí chiến thuật trong Thế chiến thứ hai. Nó có thể gây tình trạng mất kiểm soát của cơ thể, khiến người hít phải bị chóng mặt, đau đầu, loạn thị, loạn ngôn ngữ và có thể dẫn đến hôn mê. BZ là một chất độc rất nguy hiểm và có thể gây ra tử vong nếu sử dụng không đúng cách hoặc bị phát tán trong một không gian lớn. Vì vậy, nó đã bị cấm sử dụng từ năm 1993. Ông Kirillov nói thêm, một đoàn tàu chở hóa chất đã đến thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass vào đầu tháng này. Các tàu chở theo 16 hộp kim loại được niêm phong, 8 trong số đó có gắn nhãn cảnh báo hóa chất nguy hiểm với dòng chữ BZ và đánh dấu bằng hai vạch đỏ. Có cả chất giải độc tạm thời. Các lô hàng hóa chất được chở trên các xe bọc thép do Mỹ sản xuất. Thưa quý vị, chiến sự ở Ukraine tiếp tục kéo theo hàng loạt diễn biến an ninh đáng lo ngại. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã hủy bỏ một cam kết quan trọng của Điện Kremlin đối với chủ quyền của Moldova chỉ một tuần sau khi Tổng thống nước này cáo buộc nhà nước Nga âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền Chisinau. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, ông Putin đã thu hồi sắc lệnh năm 2012 về các biện pháp thực hiện chính sách đối ngoại của Liên bang Nga, một tài liệu quan trọng của quá trình tái lập quan hệ hợp tác nhằm đưa Moscow xích lại gần phương Tây. Trong xác lệnh này có một phần quan trọng gồm các biện pháp giải quyết những cuộc khủng hoảng ly khai xuyên Transnistria của Moldova. Theo đó, Moscow cam kết hướng tới một giải pháp tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Moldova quyết định thu hồi xác lệnh được Điện Kremlin công bố trên trang web của mình và cho rằng những thay đổi sâu sắc đang diễn ra trong quan hệ quốc tế là lý do khiến Nga rút lui khỏi các cam kết đã đưa ra vào năm 2012. Trước đó ngày 13 tháng 2, Tổng thống Moldova Maya Sandu đã cáo buộc ông Putin và nhà nước Nga có âm mưu đảo chính. Các tài liệu tiết lộ kế hoạch đảo chính của Nga ở Moldova đã bị chính phủ Ukraine tiết lộ cho bà Sandu, cũng như được ông Zelensky cảnh báo với thế giới tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels. Theo bà Sandu, thông qua các hành động bạo lực được che đậy dưới sự phản đối của những người gọi là phe đối lập, sự thay đổi quyền lực ở Chisinau sẽ bị ép buộc phải diễn ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc của bà Sandu cho một tuyên bố, gọi chúng là hoàn toàn vô căn cứ. Bà Zakharova nói thêm, không giống như các nước phương Tây và Ukraine, chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của Moldova và các quốc gia khác trên thế giới. Nga không đặt ra mối đe dọa đối với an ninh của Cộng hòa Moldova, mà chỉ có Kiev cố gắng gây căng thẳng giữa Nga và Moldova để đưa Chisinau vào một cuộc đối đầu khó khăn với Nga. Theo tờ báo France 24, kể từ khi kế hoạch lật đổ chính phủ được bầu của Moldova bị tiết lộ, hàng loạt các cuộc biểu tình được tổ chức bởi đảng so thân Nga đã diễn ra. Một số người biểu tình tập trung tại Chisinau kêu gọi tổng thống nước này từ chức và hô vang đà đảo Maya Sandu. Đây dường như chính là điều mà bà Sandu đã cảnh báo vào ngày 13 tháng 2. Thưa quý vị, Phó Tổng Thư ký NATO cũng vừa lên tiếng cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Moldova nhằm ngăn cản nước láng giềng gia nhập tổ chức của các quốc gia phương Tây. Reuters trích lời phát biểu hôm 23 tháng 2 của Thứ trưởng Mircea Giona trên kênh truyền hình Romania DG24 cho biết hiện đang có triển vọng để Moldova gia nhập NATO. Tuy nhiên, Nga biết điều này và cố gắng ngăn chặn nhưng không phải bằng phương pháp quân sự, mà tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp như những gì Moscow đã từng làm với Montenegro vào năm 2016, Thứ trưởng Georana cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường ở Ukraine, nhưng cảnh báo việc sử dụng vũ khí hủy diệt sẽ là sự leo thang mà một khi vượt qua ranh giới sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Bình luận của Phó Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi Moldova lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Moscow cho rằng Ukraine đang chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm vùng Transnistria ly khai của Moldova. Tuy nhiên, hãng tin TASS hôm 28 tháng 2 dẫn lời cựu Tổng thống Moldova Igor Dodon cho rằng điều đó có thể xảy ra nếu Kiev nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo đương nhiệm Maya Sandu. Theo đó, ông Dodon nói rằng người Ukraine có thể tấn công Transnistria không? Có, họ có thể, nếu được Tổng thống Moldova Maya Sandu bí mật đồng ý hoặc công khai. Dù vậy, vị cựu Tổng thống nói rằng, ông hy vọng người đứng đầu Moldova sẽ đủ thông minh để ngăn chặn một cuộc chiến trong nước. Trước đó, Nga ngày 27 tháng 2 cho biết họ lo ngại về tình hình tại khu vực Ly Khai, Transnistria của Moldova, nơi Điện Kremlin tin rằng Ukraine và các nước châu Âu khác đang khuấy động tình hình. Đương nhiên, tình hình ở Transnistria là chủ đề được chúng tôi chú ý nhiều nhất và là lý do khiến chúng tôi lo ngại. Tình hình ở đó đang bất ổn, có nhiều yếu tố khiêu khích từ bên ngoài. Chúng tôi biết rằng các đối thủ của chúng tôi ở Ukraine cũng như các nước châu Âu có khả năng thực hiện nhiều hình thức khiêu khích khác nhau. Reuters dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới. Moscow tuần trước nói với phương Tây rằng họ sẽ coi bất kỳ hành động đe dọa lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Transnistria là một cuộc tấn công vào chính nước Nga. Moscow còn tuyên bố Ukraine đang tăng cường nỗ lực tấn công Transnistria, Tuy nhiên, phía Ukraine và Moldova đã bác bỏ cáo buộc này. Trước nguy cơ đất nước bị cuốn vào cuộc xung đột chưa hồi kết tại Ukraine, hãng thông tấn TASS hôm 28 tháng 2 đưa tin những người biểu tình chống chính phủ ở Chisinau đã tham gia tuần hành, kêu gọi chính quyền không kéo Moldova vào cuộc xung đột quân sự lớn nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Những người tham gia biểu tình mang theo những tấm biển có hình chim bồ câu trắng và hô vang khẩu hiệu Moldova không có chiến tranh, không chi tiêu cho vũ khí, và các khẩu hiệu phản đối khác. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi không muốn bị kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine. Và hôm nay chúng tôi muốn cho chính phủ biết ý kiến của người dân và cần lời giải đáp cho câu hỏi chính phủ hiện đang làm gì. Một trong những thủ lĩnh của phe đối lập phong trào quốc gia vì nhân dân Marina Tauber nói với phóng viên của TASS đưa tin từ hiện trường. Trước đó cùng ngày một cuộc biểu tình quy mô lớn đã được tổ chức tại Chisinau nhằm yêu cầu chính phủ bồi thường cho người dân về các hóa đơn khí đốt, điện và sưởi ấm. Hàng ngàn người đã diễu hành từ Học viện Khoa học đến trung tâm Chisinau bất chấp lệnh cấm tổ chức biểu tình ở trung tâm thủ đô. Văn phòng thị trưởng Chisinau ngày 28 tháng 2 đã ra lệnh cấm các cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô vì chuyến thăm của một phái đoàn nước ngoài. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 2 tháng 3. Các cuộc biểu tình bắt đầu ở Moldova vào mùa hè năm ngoái và diễn ra ở nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước. Những người biểu tình đổ lỗi cho chính quyền vì không thể đối phó với giá cả tăng cao cũng như tỷ lệ lạm phát kỷ lục 30% vào năm 2022. Năm ngoái, các cuộc biểu tình tương tự ở Chisinau đã kết thúc bằng vụ đụng độ với cảnh sát, khi lực lượng này ngăn cản dòng người biểu tình tiến vào trung tâm Chisinau. Đến tháng 10 năm ngoái, cảnh sát đã giải tán một trại biểu tình được dựng lên tại quảng trường giữa quốc hội và các tòa nhà hành chính của Tổng thống. Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita đã từ chức hồi tháng 2 năm 2023, sau 18 tháng cầm quyền đầy sóng gió với bất ổn kinh tế và tác động từ chiến sự Ukraine. Thưa quý vị, nhiều ngày qua đã có các đồn đoán cho rằng Nga và Belarus sẽ thống nhất thành một quốc gia duy nhất, cũng như đang có các suy đoán về việc tái sinh Liên Xô. Phản ứng trước thông tin nói trên trong cuộc phỏng vấn với đài Isvestia đã được đăng tải hôm 28 tháng 2, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã nói rằng việc liên minh giữa Nga và Belarus hiện nay là một hình thức hội nhập hiện đại, chứ không phải là nỗ lực nhằm hồi sinh Liên Xô. Ông Peskov trả lời rằng việc thành lập nhà nước liên minh là hình thức hội nhập tiên tiến nhất và đang phát triển nhanh chóng trong không gian hậu Xô Viết, nhưng không phải được tạo ra để hồi sinh Liên Xô. Ông Peskov cũng nhắc lại nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng những ai không luyến tiếc Liên Xô đều là những người không có trái tim, những ai muốn tái sinh Liên Xô thì đều là những người không có lý trí. Theo ông Peskov, đây có lẽ là lời giải thích thấu đáo nhất dành cho những người nghĩ rằng Nga sẽ tái sinh Liên Xô, điều này là không thể xảy ra ông peskov nói các hình thức hợp tác ngày nay được tạo ra vì lợi ích của các nước tham gia hình thức hội nhập tiên tiến và nhanh nhất hiện nay là giữa liên bang nga và belarus ông peskov khẳng định điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước cả tổng thống putin và lukashenko đều nói về điều này và quá trình hội nhập đang được tiến hành Cùng lúc đó theo tờ Kiev Independent, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 28 tháng 2 đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 3 ngày theo lời mời của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu với hãng thông tấn Tân Hoa xã trước chuyến thăm, ông Lukashenko nói: "Hiện nay không có bất kỳ bên nào có thể kìm hãm được sự phát triển của Trung Quốc. Không có một vấn đề nào trên thế giới có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Trung Quốc." Theo kế hoạch, trong 3 ngày từ 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, nhà lãnh đạo Belarus sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine không ngừng leo thang, cùng với đó là sự gia tăng lo ngại của phương Tây về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga và cả đề xuất hòa bình gồm 12 điểm mà nước này đưa ra cho cuộc chiến Đông Âu gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch trên của Trung Quốc vì cho rằng đề xuất này có lợi cho Nga. Belarus là đồng minh thân cận của nga từng cho nga mượn lãnh thổ để tiến quân vào ukraine trong giai đoạn đầu xung đột trong lúc minsk và bắc kinh đã đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải sco tại uzbekistan sự kiện cũng có sự tham gia của tổng thống nga vladimir putin Giữa lúc đó, theo Reuters, đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm 28 tháng 2 đã một lần nữa cảnh báo Trung Quốc về những tác động và hậu quả nếu nước này viện trợ vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Mỹ sẽ không ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc nếu vi phạm lệnh trừng phạt chống Nga hoặc tham gia hỗ trợ quân sự cho Moscow thông điệp được ông Blinken đưa ra trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan và Uzbekistan lần đầu tiên khi ông đến khu vực này với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Washington cáo buộc khí cầu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Mỹ, đồng thời ra lệnh cho các chiến đấu cơ bắn hạ thiết bị này. Căng thẳng cũng xảy ra vào thời điểm phương Tây đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Bắc Kinh đối với cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó phát biểu qua video tại phiên họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào hôm 27 tháng 2, ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã nói rằng nhân quyền không nên được sử dụng như là cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác hay kìm hãm sự phát triển của các quốc gia khác và tất cả các quốc gia nên cùng nhau phản đối các hành vi chính trị hóa, vũ khí hóa và công cụ hóa các vấn đề nhân quyền. Ông Tần nói, cần phải loại bỏ những hành vi chỉ trích vấn đề nhân quyền của các quốc gia khác, nhưng lại không được giải quyết được những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng của chính quốc gia mình. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nên là một diễn đàn cho đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng, chứ không phải là một đấu trường dành cho việc thao túng chính trị và đối đầu khối. Ông Tần nói rằng các quốc gia nên tuân thủ con đường phát triển nhân quyền phù hợp với điều kiện quốc gia của mình. Ông Tần cũng cho biết tất cả các bên nên thúc đẩy và bảo vệ toàn diện tất cả các quyền con người, duy trì sự công bằng và công lý quốc tế, đồng thời tuân thủ đối thoại và hợp tác. Ông Tần khẳng định sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lịch sử khi đất nước đi theo con đường phù hợp với xu hướng của thời đại và phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ kiên định tiến lên trên con đường này. Ông cũng khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối việc sử dụng các vấn đề liên quan đến Tân Cương và Tây Tạng để bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh tất cả những người có tư tưởng công bằng từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Trung Quốc và tự mình chứng kiến những gì đang thực sự xảy ra trên thực địa. Ông Tần kết luận, Trung Quốc cũng sẽ theo đuổi một cách kiên định, toàn diện và chính xác nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, đồng thời duy trì sự thịnh vượng và ổn định. Tại khu vực châu Á, thưa quý vị, Hạ viện Nhật Bản hôm 28 tháng 3 vừa thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục cho năm tài chính bắt đầu vào tháng 4. Sau khi xét tính phù hợp so với hiến pháp, những quy định về ngân sách mới sẽ được ban hành trong năm tài chính này. Theo Reuters cho hay ngân sách cho năm tài chính 2023 ước tính khoảng 114.000 tỷ yên, tương đương với 834 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên chi ngân sách của Nhật Bản vượt mốc 110.000 tỷ yên trong một năm tài chính trước cuộc bỏ phiếu, thành viên hạ viện của Đảng Dân chủ Tự do, ông Makihara Hideki cho biết, dự thảo đã bao gồm các khoản chi cần thiết để tăng ngân sách quốc phòng cho năm đầu tiên theo kế hoạch 5 năm trị giá 315 tỷ đô la nhằm nâng cấp khả năng phòng thủ của Nhật Bản. Điều quan trọng là phải cho thế giới nhận thấy Nhật Bản có ý chí và khả năng tự bảo vệ. Ông Makihara Hideki nhấn mạnh trong khi đó thành viên đến từ đảng dân chủ lập hiến đối lập ông Noma Takeshi kiên quyết phản đối các điều khoản liên quan đến quốc phòng trong dự thảo khi cho rằng đó là các khoản chi thiếu lý do và không cần thiết sẽ tạo thêm gánh nặng tiền thuế lên người dân mặc dù vậy dự thảo đã được thông qua và gửi tới thượng viện với sự hỗ trợ của liên minh đảng dân chủ tự do là đảng kometo và những thành viên khác theo quy định của hiến pháp nhật bản Ngân sách sẽ tự động được ban hành sau 30 ngày kể từ khi dự thảo được hạ viện chấp thuận, bất kể thượng viện có bỏ phiếu thông qua hay không. Trước đó theo trang Popular Mechanics, Nhật Bản thông báo đã mua tên lửa hành trình tấn công Tomahawk của Mỹ với mục tiêu tăng cường khả năng phản công của lực lượng quốc phòng. Động thái này của Tokyo diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực Đông Á và Triều Tiên tăng cường thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thông báo thương vụ mua 400 tên lửa Tomahawk, các lô vũ khí sẽ được giao vào giai đoạn 2026-2027. Thương vụ này Tokyo thực hiện cùng với chương trình bán quân sự cho nước ngoài FMS của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đợt mua tên Tomahawk cũng nằm trong gói mua vũ khí trị giá 37 tỷ đô la Mỹ mà Nhật Bản dành ra cho đến năm 2026 nhằm tăng số lượng vũ khí tấn công tầm xa. Lần này, Tokyo mua dòng Type 12 là tên lửa chống hạm có tầm bắn lên đến hơn 1.400 km. Trộm hàng Type 12 sở hữu đôi cánh rộng hơn, bay cao đến mức tối đa và có thể tránh được hệ thống radar hay phòng không. Năm 2013, Nhật Bản đã nối lại các cuộc đàm phán mua tên lửa Tomahawk vì lo ngại sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, cũng như sự căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Cũng trong hôm 28 tháng 2, cuộc tập trận Cobra Gold, một trong những cuộc tập trận quân sự lớn và diễn ra dài nhất ở Đông Nam Á do Mỹ và Thái Lan tổ chức, đã chính thức bắt đầu ở miền Đông Thái Lan. Được biết, đây là lần đầu tiên cuộc tập trận này được triển khai trở lại sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Theo thông cáo báo chí chính thức, có hơn 7.000 binh sĩ từ 30 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận Cobra Gold năm nay. Thông qua cuộc tập trận Cobra Gold, chúng tôi mong muốn cùng nhau bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, để tất cả các quốc gia có thể duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Các quốc gia tập trận năm nay sẽ tập trung vào đất liền, trên biển, trên không và lần đầu tiên triển khai các hoạt động ngoài không gian nhằm huấn luyện quân đội cách ứng phó với tác động của các hiện tượng trên không. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức cho đến ngày 10 tháng 3 khu vực Trung Đông cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý. Theo quý vị truyền thông nhà nước Iran công bố một đoạn phim cho thấy quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc tập trận phòng thủ bằng tên lửa hôm 28 tháng 2, thông tin do Reuters đăng tải. Cụ thể, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri cho biết, cuộc tập trận được mô phỏng theo điều kiện thực tế ở những khu vực dễ bị tấn công nhất. Bộ chỉ huy đã nêu ra những kịch bản tấn công của kẻ địch và đưa vào nội dung tập trận. Được biết, phát biểu hôm 24 tháng 2 của một chỉ huy hàng đầu thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết, Tehran đã phóng một tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km, một động thái có thể khiến phương Tây phải lo ngại, sau khi Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến ở Ukraine theo reuters iran đã mở rộng trở lại các chương trình phát triển tên lửa trong thời gian qua đặc biệt là tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của hoa kỳ và tâm lý quan ngại của các nước châu âu về phía iran chính quyền tehran cho biết những chương trình này hoàn toàn nhằm mục tiêu phòng thủ và mang tính chất gian đe trong bối cảnh đó, một quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo Iran có thể tạo ra đủ năng lượng phân hạch cho một quả bom hạt nhân chỉ trong khoảng 12 ngày, thay vì một năm như khi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 còn hiệu lực. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Colin Carr đã đưa ra lời cảnh báo này trước phiên điều trần của Hạ viện vào ngày 28 tháng 2, khi bị một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa thúc ép về lý do tại sao chính quyền Biden lại tìm cách khôi phục thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung GCPOA các quan chức Mỹ đã nhiều lần tính toán và nhất trí rằng Iran đang ngày càng tiến đến gần hơn việc nhanh chóng tạo ra vật liệu phân hạch cho một quả bom hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều người không tin rằng Iran đã làm chủ được công nghệ để thực sự chế tạo một quả bom. Theo thỏa thuận năm 2015, Iran đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, năm 2018, cựu tổng thống Trump đã tái áp dụng các lệnh trừng phạt, khiến Tehran nối lại các chương trình hạt nhân bị cấm trước đó. Mỹ, châu Âu và Israel lo ngại rằng Iran có thể tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Tehran phủ nhận mọi tham vọng như vậy. Chính quyền Biden hiện đang cố gắng khôi phục hiệp ước trong hai năm qua, nhưng không thành công. Theo Reuters cho hay, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bày tỏ lo ngại đối với tính độc lập trong ngành tư pháp cũng như kế hoạch cho phép áp dụng án tử hình của chính phủ Israel. Phát biểu tại cuộc họp hôm 28 tháng 2, ngoại trưởng Đức cho biết các quốc gia ở nước ngoài đang cảm thấy lo ngại về một số kế hoạch lập pháp ở Israel. Suốt thời gian qua, việc bảo vệ các nguyên tắc hiến định cũng như sự độc lập của ngành tư pháp là yếu tố giúp Israel luôn có được sự đoàn kết với những quốc gia khác. Được biết trong tháng này, chính quyền của thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thực hiện những cải cách bởi quốc hội muốn giới hạn quyền bãi bỏ luật của tòa án tối cao. Theo đó đã có những đề xuất nhằm giúp liên minh cầm quyền có nhiều ảnh hưởng hơn trong việc lựa chọn các thẩm phán. Một số đề xuất ban đầu đã giành được phiếu bầu tại Quốc hội, tuy nhiên những đề xuất này vẫn chưa chính thức thông qua để viết thành luật. Trước ý kiến của Ngoại trưởng Đức, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết những cải cách về tư pháp của Israel sẽ góp phần củng cố nền dân chủ, cho thấy quan điểm cởi mở của Israel đối với tự do ngôn luận và sẵn sàng hoan nghênh các cuộc biểu tình diễn ra gần đây. Khi được hỏi về quan điểm của Israel đối với các khu định cư ở Bờ Tây, ngoại trưởng Cohen cho rằng từ trước đến nay chính phủ Israel luôn được xây dựng ở khu vực Judea và Samaria, sau đó chắc chắn chính quyền Netanyahu sẽ tiếp tục hoạt động ở khu vực này. Trong khi đó Đức xem việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Bebock cho rằng việc mở rộng các khu định cư sẽ là trở ngại lớn cho vấn đề hòa bình và an ninh trong khu vực. Mặc dù vậy, Đức và Israel đều bày tỏ lo ngại trước các tín hiệu leo thang hạt nhân từ phía Iran. Ngoại trưởng Bebok khẳng định Iran không được phép sở hữu bom hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cohen cho rằng năng lực hạt nhân của Iran không còn là câu chuyện trong khu vực mà đã trở thành vấn đề quốc tế. Israel kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần gây áp lực hơn nữa đối với chính quyền Tehran, cả về mặt kinh tế và về mặt ngoại giao. Phần cuối của chương trình là một số tin tức xã hội nổi bật. Thưa quý vị, theo Reuters đưa tin ít nhất 62 người thiệt mạng trong đó có 14 trẻ em khi một chiếc thuyền gỗ chở người di cư va vào đá gần bờ biển miền Nam Ý. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 26 tháng 2 khi con thuyền khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ chở người di cư từ Afghanistan, Iran và một số quốc gia khác. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 3 thi thể vào ngày 27 tháng 2 theo Reuters. Con thuyền gỗ đã chìm trong vùng biển động trước bình minh gần Steccato di Cutro. Một khu nghỉ mát bên bờ biển ở bờ biển phía đông của Calabria, miền Nam Italia. Chính quyền địa phương thông báo ít nhất 80 người đã sống sót sau vụ chìm thuyền. Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Piantedosi cho biết, có thể vẫn còn 20 đến 30 người mất tích trong bối cảnh có báo cáo từ những người sống sót rằng chiếc thuyền chở khoảng 150 đến 200 người di cư. Con tàu khởi hành từ cảng Izmir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 4 ngày trước và được phát hiện cách bờ biển Italia khoảng 74 km vào cuối ngày 25 tháng 2 bởi một máy bay do cơ quan biên giới và cảnh sát biển châu Âu Frontex điều hành. Theo cảnh sát địa phương, các tàu tuần tra đã được cử đến để cứu hộ nhưng thời tiết khắc nghiệt buộc họ phải quay trở lại cảng, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều đơn vị sau đó được huy động tìm kiếm dọc theo bờ biển. Theo Reuters, vụ việc đã khơi dậy một cuộc tranh luận về vấn đề di cư ở châu Âu và Italia khi chính phủ nước này đưa ra các luật mới cứng rắn hơn về cứu hộ người di cư và phải sự chỉ trích từ Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, các vụ cháy rừng tiếp tục hoành hành ở miền đông Cuba. Cho đến nay đã bao trùm diện tích 1.700 hectare, bất chấp các nỗ lực của các lực lượng chức năng địa phương theo Reuters, đám cháy đã thiêu dụi những khu vực rộng lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đồn điền trồng rừng, nông trại cà phê ở vùng núi Pinares de Mayari thuộc tỉnh Hoquin, cách thủ đô Havana khoảng 800 km về phía đông. Hiện ngọn lửa đang hướng tới công viên quốc gia Mesura Piloto có diện tích gần 8.500 hecta. Lực lượng cứu hỏa cùng máy bay, trực thăng của lực lượng phòng vệ đang tích cực làm việc để khống chế hỏa hoạn không vượt ra ngoài địa phận tỉnh Hoquin sang tỉnh lân cận Santiago de Cuba. Tháng trước Cuba đã ghi nhận hơn 80 vụ cháy rừng. Pienaden Piro và Astemisa ở phía tây, Camagüey và Hoi Queen ở miền Trung Đông nước này là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Thưa quý vị, theo ghi nhận của Reuters, kể từ đầu năm nay, hàng nghìn người Somalia đã vượt biên sang Kenya để chạy trốn đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang hoành hành đất nước. Tuy nhiên, khi qua xứ lạ và tá túc tại một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới, họ lại phải đối mặt với tình trạng đói kém và bệnh dịch tả. Dun Adiraman Ismail cho biết bản thân đang rơi vào cảnh cùng cực. Đứa con 3 tháng tuổi của cô bị ốm vì suy dinh dưỡng, Isman kể lại. Cô đã rời làng ở Somali và di chuyển suốt 3 ngày dưới cái nóng như thiêu đốt để đến trại tị nạn Dadaab, ngay bên kia biên giới với Kenya. Trong lòng cô luôn hy vọng có thể tìm được nơi nào đó để con không bị đói và bệnh tật do đợt hạn hán khủng khiếp ở Somali. Tuy nhiên, những gì cô tìm thấy là một vùng đất cằn cỗi, dân số đông đúc và tài nguyên khan hiếm. Dadaab là một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới. Đây là nơi sinh sống của khoảng 300.000 người. Con số này đang không ngừng tăng lên khi tình trạng khô hạn đẩy người dân ở Somali đến bờ vực đói khát. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, trong hai năm qua, hạn hán đã khiến một triệu người Somali phải di tản và khoảng 100.000 người đã chạy sang Kenya, ít nhất 6.000 người đã đến Dadaab kể từ đầu năm nay. Tình trạng trên khiến cho nguồn tài nguyên vốn ít ở, ở Kenya lại ngày càng thêm khan hiếm. Bác sĩ Marvin Ngong, Quan chức y tế thuộc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế phụ trách các cơ sở y tế tại Darad nói rằng người dân đông đúc trong khi thực phẩm và nước vẫn đang khan hiếm, điều đó khiến mọi người có nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh tả. Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết họ chỉ nhận được khoảng một nửa trong số 11,1 triệu đô la cần thiết để giúp đỡ người tị nạn ở miền Bắc Kenya. Giữa lúc đó, số người đến trại tị nạn Darad tiếp tục tăng lên. Liên hợp quốc cho biết số người mới tìm đến trại có thể lên đến 90.000 vào cuối năm nay. Đài Truyền hình Nhà nước. ERT của Hy Lạp vừa đưa tin về sự cố hai đoàn tàu đâm nhau ở miền trung Hy Lạp vào cuối ngày thứ ba khiến hàng chục người bị thương. Các đội cứu hộ vẫn đang sơ tán hành khách sau khi ít nhất hai toa tàu bốc cháy. Đến nay ngọn lửa đã được dập tắt nhưng các lực lượng chức năng chưa thể xác nhận tổng số thiệt hại cũng như nguyên nhân của vụ tai nạn. Đài truyền hình đã chiếu cảnh các toa tàu bị trật bánh, hư hỏng nặng với các cửa sổ bị vỡ chìm trong làn khói dày đặc sau vụ va chạm bên ngoài thành phố Larissa các nhân viên cứu hộ được nhìn thấy mang theo những ngọn đuốc vào bên trong toa tàu để tìm kiếm những hành khách bị mắc kẹt một số hành khách đã được kéo ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng bất tỉnh lúc gần nửa đêm một vài hành khách nói với ert nó giống như một trận động đất nhiều người hoảng loạn la hét trong các toa tàu Thống đốc khu vực cho biết một đoàn tàu chở khách đi từ Athens đến thành phố Thessaloniki và một đoàn tàu chở hàng từ Thessaloniki đến Larissa đã va chạm trực diện. Bốn toa tàu đầu tiên gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tại Ai Cập, nhà thờ Hồi giáo lịch sử Al-Hakim Biam Ala được đặt theo tên các vị vua triều đại Fatimid cách đây hơn 1.000 năm. Nằm ở khu Cairo cũ đã mở cửa đón tín đồ và khách hành hương trở lại sau khi kết thúc quá trình cải tạo. Dự án cải tạo nhà thờ Hồi giáo bắt đầu vào năm 2017 với ngân sách khoảng 85 triệu bảng Ai Cập, tương đương với 2,8 triệu đô la Mỹ. Việc cải tạo được thực hiện bởi cơ quan cổ vật Ai Cập và giáo phái Borussia nhằm phục hồi các kết cấu kiến trúc, bảo vệ các bức tường nhà thờ và tránh những tác động từ hơi ẩm và muối. Việc mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Al-Hakim là một bổ sung tuyệt vời cho di tích lịch sử thành phố Cairo. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức nghiên cứu và phục hồi chính xác kiến trúc nguyên thủy để nhà thờ có hình dạng như chúng ta đang được nhìn thấy. Nhà thờ Hồi giáo Al-Hakim là nhà thờ lớn thứ hai ở Cairo. Nhà thờ có từ năm Hijri 380, năm 1990 sau công nguyên, dưới thời vua Al-Ajid Bila, triều đại Fatimid và con trai ông là vua Al-Hakim, tiếp tục xây dựng nó đến năm 1003. Một thông tin thú vị khác, một quán cà phê ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, nơi thực khách khi đang thưởng thức đồ uống và bánh ngọt cũng có thể nghe những tiếng xì xè và chuyển động khe khẽ của lá khô khi rắn, kỳ nhông, thần lằn, nhện hay nhiều loài bò sát đang di chuyển xung quanh họ. Mời quý vị cùng tham quan quán cà phê độc đáo này nhé! Quán cà phê France với nhiều loài động vật hoang dã, chủ yếu là các loài bò sát và côn trùng, đã mở cửa đón khách từ tháng 12 năm ngoái. Chủ quán Yap Yang là chàng trai năm nay mới 20 tuổi, đã dành nhiều năm thu thập những loài động vật đặc biệt này. Mọi người thường quen với chó mèo, nhưng thực tế Malaysia có một danh sách các loài bò sát, những loài bản địa rất đặc sắc, cần được quan tâm và bảo vệ. vệ, vệ. vệ Tại đây khách hàng có thể thưởng thức những tách cà phê ngon lành trong khi nhìn ngắm hoặc tương tác với những loài bò sát, có được những trải nghiệm khác biệt so với các quán cà phê chó mèo hay chim đang thịnh hành ở châu Á. Thực tế nhiều khách hàng đã có những trải nghiệm lý thú khi được chơi cùng những con vật mà đa số chúng ta đồng ý rằng nó đáng sợ hơn là đáng yêu. Thông thường khi đến một cửa hàng bán vật nuôi, bạn chỉ được nhìn chứ không được phép chạm vào con vật nếu không có ý định mua. Thông qua những bức ảnh trên Instagram, tôi thấy mọi người đến đây là tương tác với những con vật. Vì vậy, chúng tôi tìm đến để thử trải nghiệm. Malaysia là quốc gia đa dạng sinh học với nhiều loại bò sát từ rắn, thằn lằn, cá sấu cho đến những loài nhện, côn trùng ở các khu rừng rậm nhiệt đới. Loài bò sát đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khi duy trì sự cân bằng chuỗi thức ăn tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại